Ở dơ sống lâu, ở sạch sống ít thì chúng ta nên sống dơ hay sống sạch đi anh? Thì mình nên ở dơ em, ở dơ sống lâu mà ăn lâu là trường sinh bất tử nha. Ông nào chỉ anh đó chứ. Mà cái lần đó ông đó ông chỉ anh ông xem khách anh Hiếu làm quýnh thua một mạng qua cướp một cái quần xì của nhà bà Bảy. Nếu tôi không chết mạng nào hết thì tôi không cướp quần xì của bà Bảy, mà tôi chết 10 mạng rồi đâu ra. Mày nghĩ đi, bà Bảy giờ bà Bảy chụp rồi, Bảy còn bận bao nhiêu cái quần xì nữa mày. Bước vào tiệm giày, mình bước ra tiệm giày không có đôi nào đẹp bằng đôi ta ha anh yêu. Vậy sao mai em nên ăn mì xào hay mì ly em khó chọn quá. Nếu mai mai ăn cứt đi em ha. Tập chơi mấy con khác đi anh. Có, anh cũng có chơi được rất là nhiều con, nhưng mà anh không có thích chơi. Đa số là anh chỉ thích đánh con Lê Bà Lan thôi. Mấy lần trước á, đánh Lê Bà Lan toàn thua không. Mình chuyển sang mình đánh Ari, mình đánh Chim Băng, mình đánh Cinderella, mình đánh Victor, mình đánh TF, mình đánh rất là nhiều champ luôn. Mình vẫn thua. Má dở ghê. Với cái giày xích đó là chắc chắn con Fit nó chết rồi. Mà tôi xử lý làm sao mà tôi để nó chết ngược được cũng hay thì. Lát trễ của tôi già thiệt mọi người, tôi không có còn như hồi xưa nữa. Hồi xưa là mấy cái quả đó là tôi né là đùng 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 cơ bản thôi, mà giờ làm không được nữa. Non non cái hen thiệt. Lâu rồi tôi mới biết có cảm giác chơi game vui vậy luôn á. Toàn thắng không. Oh no. Tôi tưởng nó di chuyển lên top, tôi binh trên top quá trời, ai dè di chuyển xuống dưới boss chứ. Chạy đâu nữa má. Cắt tôi đi, ok. Trời ơi, con Enko nó không đủ mana, nó xài cái quý. Rồi, AD nó đi rồi, AD nó đi ngang qua đây nè. Gì vậy, cái gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì xử lý ác vậy. Lê Hiếu, Lê Bà Lan, Hiếu Lê Bà Lan, Hiếu Lê Bà Lan bắt thằng AD nó xong qua bắt thằng SB nó chăng cái dây xích vô cái hướng con đây rớt kéo cái thằng Silas về. Trời ơi tao nói nó nghệ. Xem tôi đang đánh rất là hay, có liên quan gì tới đứa nào mà ngu quá đó. Má combo hai giây xích của tôi. Má một cái con cá mà 600 máu à. Sao đồng hồ cá ở đâu mà lắm như vậy. Hai. Hai đổi ba. Lỗ chứ không có lời. Tôi còn mất thêm cái lát của tôi nữa. Má xui. Ok. Bên nó trả lại cái giá y chang như là hồi nãy mà tôi từng bị á. Cái lúc mà tôi đi lên cánh ở dưới boss một mình á. Ok. Vậy là coi như tụi nó chết năm luôn. Nó vẫn để lại cái quy, nó vẫn để lại cái đòn đánh tay trên người tôi được. Hay. Nice. À đây bên tôi chưa có chị gai, nó mới có mỗi cái kiếm răng cưa. Nó phải có chị gai thì tí nữa nó mới đỡ đam của con Phích. Ở đây tôi lên được chị gai là Phích đem đi du lịch như vậy. Oh. Hai. Cái quả R nó vừa nhàm luôn. Cái quả R nó chuẩn chỉ luôn á. Mày hay lắm Rina Tần. Mày giỏi lắm. Để coi thử mày có trả giá không. Ôi da, Rina Tần di chuyển quả hay quá. Rina Tần quả đó nó di chuyển hay quá. Nếu mà không có con Rina Tần nó vô nó khuấy động cái khúc cây cánh bên này á, là tem nó không có cửa nào combat được luôn cái quả đó nữa. Nó di chuyển, cái con Rina Tần nó di chuyển sao mà nó qua bên đó được tôi cũng không hiểu. Bên tôi bị mất Baron nhưng mà đổi lại cái là bên tôi có rồng 4.
cũng không biết là lời hay lỗ. Nếu mà thôi nhìn chung thì về lay thì bên tay tôi hơi giòn. Ở đây bên tôi nó có chị gai rồi. Hồi nãy chơi Valorant tụt phim tụt quần, nó chơi Liên Minh tụt phim tụt lội gì đâu buồn. Kênh livestream này là kênh livestream gì? Kênh livestream này là kênh livestream game. Nhưng mà mỗi lần chúng ta chơi game thì đâu ai coi. Hay cái nào đó hay cái gọi ôi xử lý hộ rồi. Có phải cuốn hết game chưa? Có phải chiếc hết chưa? Ây da sao con virus khỏe dữ vậy? Mà anh có đi tiễn bạn anh đi nghĩa vụ quân sự không? Ồ nói em mới nhớ luôn á nha. Kiếm năng chưa rồi. Beta giờ đánh con virus khổ quá ha, không giống như hồi xưa nữa. Giờ mà đánh mấy cái con kiến tạo dễ gì kiến tạo nổi. Giờ làm game là làm cho game chơi 5 người rồi, không giống như hồi trước nữa. Ok chưa, ăn cái CC cái là cút rồi, cút luôn chưa. Trời ơi, tiếc tiêu đốt chi vậy Hiếu? Bắn, rồi bắn không kịp luôn. Rồi, không giòn, chạy thôi, phích nó khỏe dữ lắm. Bà con phích hết đồng hồ cát rồi. Ok, để nó chia ra thôi. Đập trụ thôi là đẹp rồi. Dính theo ngự của con Axie với mấy buồn á. Trời ơi, trời là trời, nó lướt tôi cái cút mẹ rồi. Thôi kệ, không sao. One look, the heat is rising. I've been cold for so long. One touch.